Xin chào các bạn, mình là Thái Phương Anh. Chào mừng các bạn đến với thế giới nhỏ của mình. Đây là nơi để Phương Anh chia sẻ về những bài học kinh doanh, những kỹ năng phát triển bản thân, những câu chuyện thú vị trong cuộc sống và những câu chuyện truyền cảm hứng giúp cho các bạn có cuộc sống hạnh phúc hơn và công việc kinh doanh thành công hơn. Thông điệp Phương Anh muốn nhắn gửi đến các bạn là mỗi con người chúng ta khi sinh ra đến thế giới này đều có một giá trị đặc biệt và mỗi người chúng ta đều có một sứ mệnh riêng. Tuy nhiên, đa phần mọi người quên mất hoặc là không tìm ra sứ mệnh của mình là gì, tài năng, đam mê và mục đích sống của mình là gì. Chính vì vậy, hãy subscribe kênh YouTube của Phương Anh ngay hôm nay để Phương Anh có thể giúp cho các bạn nhận ra bạn là ai, bạn nên làm gì và làm như thế nào để có thể phát huy giá trị riêng của bạn nhé.